Hello xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại video về vòng quay may mắn nha các bạn. Đây nè, theo như tiêu đề á thì đúng rồi, ngày hôm nay mình không phải là người tham gia cái chương trình vòng quay may mắn này, mà là một người bạn anh em chí cốt của mình nha. Anh em có nhớ ai không? Đó chính là con mèo cartoon cat nha các bạn. Ủa ơi, trời tối hả? Từ từ để mình chỉnh trời sáng lại. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ mời cái con mèo cartoon cat tham gia cái vòng may mắn này để coi là liệu nó có chiến thắng được hay không tất cả những con ở trong đây. Theo như các bạn biết rồi đó, thì con mèo cartoon cat là nó bất tử nè, cái đam của nó là rất là mạnh, là quýnh một phát là chết một đứa nha các bạn. Cho nên là ngày hôm nay mình đã bỏ ở trong đây những con phải gọi là tương tự với cái sự bất tử nha các bạn. À ok, mình nghĩ là ngày hôm nay video sẽ rất là hay luôn. Thế cho nên được rồi, không lỡ thời gian các bạn nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Nhưng mà trước khi là video á thì cần phải đọc tên một bạn fan chân chính của mình để video của mình có sự may mắn cái đã. Ngày hôm nay á thì mình sẽ đọc tên của bạn Duy Mạnh nha. Chúc bạn Duy Mạnh một ngày tốt lành. Nếu như bạn Duy Mạnh có xem video này, đừng quên nhớ để cho mình một like và bình luận phía dưới mình biết để mình thả tim cho bạn. Còn những bạn nào chưa mình đọc tên, nhớ bình luận ở phía dưới nha anh em. Hoặc là anh em nào muốn được mình thả tim á, bình luận mình chỉ cho các bạn ba cú pháp để các bạn có thể được thả tim dễ dàng. Cái thứ nhất là đã xem hết là mình cũng sẽ thả tim nha. Mấy bạn nhớ bình luận chưa đã xem hết. Hoặc là các bạn bình luận chữ là chúc anh Jay sớm đạt được 3 triệu người đăng ký thì cũng sẽ được mình thả tim. Hoặc là những bạn nào muốn nữa thì các bạn bình luận cho mình một cú pháp đơn giản nhất mà bảo đảm các bạn bình luận cái này là thả tim liền. Anh em có muốn nghe không? Muốn nghe đúng không? Muốn nghe đợi mình tắt mưa cái đó. Ok được rồi, nói giỡn anh em thôi. Anh em mà muốn được thả tim dễ nhất á, anh em bình luận là anh Jay đẹp trai quá đi nha các bạn, là sẽ được mình thả tim. Tại vì mình đẹp trai thiệt. Oh my god. Thôi được rồi, bỏ qua. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Ngày hôm nay á, vì cái con mèo cartoon cá nó rất là dữ các bạn à, cho nên là mình đã phải sơ tán hết tất cả mọi thứ rồi. Kể cả con bò, con heo mình cũng cho nó đi luôn. Không được để ở đây. Bây giờ thì chúng ta vô nào anh em. Đây các bạn thấy gì không? Spawn cartoon card, you need to listen what he said. Có nghĩa là mày cần phải lắng nghe những gì mà nó nói. Mình bạn đó mà cần gì nghe các bạn. Mình cứ chịu hỏi nó ra. Nó mà không nghe lời mình lấy cây kiếm này mình quẹt vô đầu nó một cái là nó khóc liền các bạn ơi. Cái kiếm này là sẽ biến thành một con mèo bình thường. Ok. Rồi đây là mình có cái đồ ngưng động thời gian nha các bạn. Time stop. Và cuối cùng là một cây cung để mình lựa mình bắn thôi. Ok. Rồi anh em ơi, anh em đã sẵn sàng chưa anh em? Sẵn sàng rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu video nha. Let's go baby. Ngày hôm nay anh em muốn chọn màu gì đầu tiên? Ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn màu đỏ đầu tiên luôn. Anh em có đầu mới không? Các bạn có thấy con gối ôm Jay Gray sát thủ của mình không các bạn? Thì đó, màu đỏ. Thế cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chọn màu đỏ đầu tiên luôn nha. Và những bạn nào muốn mua gối ôm Jay Gray sát thủ, các bạn đừng quên hãy xuống dưới phần bình luận, mình sẽ để cái link cho các bạn mua bạn gối ôm Jay sát thủ này, ủng hộ cho Jay Gray nha anh em. Số lượng có hạn nha. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn màu đỏ luôn. Mới vô chọn màu đỏ cho nó dữ anh em. Ok. Mình là dân chơi mà. Cái gì đây? Wow. Mới vô màu đỏ mà cái con mèo cartoon cat này sẽ phải đối đầu với lại San. Ender San nha các bạn. Ok. Giữ nha. Chưa có ai làm cho các bạn trận đấu về San với mèo cartoon cat đâu. Chỉ có kênh của mình mới review chi tiết cho anh em coi vậy thôi, theo đúng ý anh em luôn. Nhưng mà biết tại sao ta không làm không các bạn? Tại vì làm những cái này rất là dễ bị hư máy tính các bạn à. Nhưng mà không sao, mình là Jay Gray, mình rất là thương các bạn fan của mình. Hiện tại các bạn nhìn thấy con mắt của mình ở đây không? Nó đang bị sưng đó các bạn. Nhưng mình vẫn cố gắng ngồi quay video cho anh em. Thế cho nên anh em đã coi tới đây rồi, nhớ để lại chi video này một nút like nha. Còn những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của mình hoặc là fan chân chính của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha anh em. Vì hai cái đó hoàn toàn là miễn phí. Anh em nhớ giúp cho mình nha, like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì triệu hồi thôi. Đầu tiên thì mình sẽ ngưng động cái thời gian lại trước cái đã. Ok, rồi mình sẽ triệu hồi con mèo cartoon cat ra nè các bạn ơi. Đó. Ngưng động thời gian á sẽ giúp cho nó đứng nghiêm một chỗ nha các bạn, nhưng mà nó vẫn chuyển động được. Ý là nó vẫn còn đưa tay đưa chân được nhưng mà nó không di chuyển được. Ok, đây là con mèo cartoon cat phiên bản bình thường nha các bạn. Lúc mà nó điên lên á, nó sẽ mọc ra những cánh tay từ phía sau như là Slenderman. Ok, bây giờ thì mình sẽ triệu hồi con xa này. Bây giờ mình đang ngưng động thời gian, nó sẽ không quýnh nhau, nhưng mà thôi, chúng ta cho nó quýnh nhau thôi anh em. Let's go baby. Yo. Wait a minute, sao quýnh nhau đi? Oh my god, được rồi, mình sẽ giúp đỡ một chút là mình sẽ triệu hồi một ông dân làng ra.
Đây này, mình là tốc độ mà các bạn. Đây 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 đó. Chưa có gì các bạn ơi, chưa có gì xảy ra, hai con này nó không muốn nhau. Ô! Gì vậy? Chưa có gì luôn á bà. Rồi, coi nè các bạn ơi, review chi tiết cho anh em coi. Rồi xong luôn. Trời ơi, nó nhảy nó múa nè các bạn ơi. Ô trời ơi. Các bạn thấy sức mạnh của nó rồi chứ gì? Nó không có dễ ăn đâu nha. Đại lại cho anh em review chi tiết cho anh em luôn. Đó. Ủa sao nó quýnh đằng này ta? À chắc là chưa quýnh chúng á. Nè lại đi. Rồi nó nâng lên luôn. Ô. Wow. Chiêu gì dữ vậy bạn? Bạn giữ bằng chiêu này không? Ok các bạn, với con đầu tiên màu đỏ, nó đã chiến thắng một cách dễ dàng anh em à. Và con San cũng có vẻ không quýnh lại nó luôn. Vì cho dù quýnh lại thì cũng không được đâu anh em. Ok, mới màn đầu tiên là đã thấy có khả năng cao là con mèo cartoon cat có thể win hết rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chọn màu tự do nha. Let's go baby. Hey, theo kim đồng hồ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vô. Màu gì á? Ôi cái màu này khó lựa nha anh em. Ê cái gì á? Cái màu này nó giữa màu đen. À đâu, cái này là rõ ràng là màu tím rồi nha các bạn. À màu đen nó sẽ nằm ở trên đây, đây là màu tím nha. Ok luôn bạn ơi, màu tím đúng không? Ủa màu tím là màu nào vậy? Ok màu tím đây. Ô, quýnh lộn với Insan. Dữ, anh ước, trời ơi, quýnh lộn với San nhiều là khoái lắm anh Jay ơi. Ok, đây là Insan Phase 3 nha các bạn. À, là dạng thứ ba nha anh em, coi nè. Một đường chém ngay trước, rồi miệng xịt máu. Đằng sau có hai cây bút, ok anh em. Khá mạnh đây anh em. Rồi, mèo cartoon cat xuất hiện luôn. Bắt đầu trận đấu luôn, let's go babe. Hay quá anh ơi, dịch chuyển tốt lắm, review chi tiết luôn. Ok, oh my god, trận này hay vậy. Oh, wow, trận này hay thiệt sự. Ủa anh em coi kìa. Ủa đã nghe, trời ơi, con kiến nó điên rồi, con mẹ cái tụi cát nó điên rồi bạn ơi. Nó mọc mấy cái tay đằng sau rồi kìa. Ủa nó mọc, nó hành Spider-Man rồi. Oh my god, anh em coi, mình review chi tiết cho anh em luôn. Đó, nó bay như là Spider-Man vậy các bạn. Trời ơi. Cẩn thận San ơi, cẩn thận, chết bây giờ. Ok, hình quá, dịch chuyển kịp các bạn à. Ok, mình rất sợ là sẽ bị quýnh chút. No. Oh my god, mình vô cho nó, mình đứng mình coi phim mà mình cũng ăn ké nữa. Ok, mình cần phải chỉnh, mình quay cho nó sáng tạo lại cái đó. Từ từ, rồi ok. Tiếp tục quay review cho các bạn coi luôn. Nó quýnh nhau gắt quá các bạn ơi. Đây, San in San để tiếp tục chơi đầu Gaster Blaster rồi. Ây da, chưa, bình tĩnh. Sao rồi, mọi chuyện ổn chưa vậy? Hiện tại là hai con này vẫn đang quýnh nhau các bạn à. Oh my god, kẹo này căng quá. Ok, mình vẫn chưa biết là ai sẽ là người chết nha các bạn. Và Insan là vẫn chưa mất máu nha anh em. Còn con mèo cartoon cat thì mất máu hay không mình cũng chưa biết nữa. Tại vì nó bất tử mà. Giống như thanh máu của nó là coi như không tồn tại vậy đó các bạn ơi. Ok, nhưng mà hên xui nhiều khi giết được nó là sao. Cố lên anh Insan, anh làm chiêu gì đó dữ. Coi trời, nhìn con này bây giờ nó ghê quá các bạn ơi. Nhìn nó như con nhện nhé. Oh my god. Sao đây? Có chừng nha. Ừ đúng rồi, hợp lý. Ok, bình tĩnh. Mình thì mình vẫn thích Insan hơn. Mình luôn ủng hộ cho Insan, vì Insan rất là cute nha các bạn. Ok, tuy là hôm nay làm video về cái con mèo cartoon cat này, nhưng mình vẫn ủng hộ Insan à. Nhưng mà để xem coi là liệu con nào là người thắng đây. Ê, đừng vô đây phá nha ba, chỗ của tôi làm nha. Trời ơi, nó phá banh tà lanh. Oh my god, nó phá banh tà lanh luôn rồi. Wait a minute, hồi nãy mình thấy một cái đống khói xịt ra ở chỗ này. Rồi, hiểu luôn. Trời ơi, bây giờ con này nó mọc ba đầu luôn rồi các bạn. Ủa không, ba đầu hay bốn đầu luôn á các bạn ơi. Ủa, bốn cái đầu luôn. Trời ơi, các bạn thấy rồi đó, mèo cartoon cat nó phải sử dụng tới 4 cái đầu, có nghĩa là gấp 4 lần của mèo cartoon cat để giết được Insan nha các bạn. Oh my god, các bạn thấy ghê chưa? Hơi bị kinh luôn nha anh em. Wow, nhưng mà nó phá chỗ này cũng hơi bị kinh luôn. Ok, nó phá muốn banh luôn chỗ mình luôn. Nhưng mà đổi lại kết quả là nó đã chiến thắng được Insan luôn các bạn à. Oh my god, nếu như các bạn coi mà thấy đã mắt ơi, nhớ để lại cho video của mình một nút like nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiếp tục nào. Let's go baby.
Bây giờ mình sẽ chọn màu gì đây? Màu đỏ, màu tím đúng không? Giờ thì mình sẽ chọn hai màu hai bên đi. Đó chính là màu vàng đi anh em. À, màu vàng đi cho nó chính trực nha các bạn. Ok, màu vàng này coi là cái con gì đây? Yeah! Ôi trời ơi, ngon nha anh em. Màu vàng là vua anh hùng Gilgamesh. Bất tử, bất tử, bất tử. Ok, 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 bất tử, bất tử. Rồi, vô, 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 vô. Ê, 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 chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa quýnh lộn mà đã mang hàng ra rồi. Ghê thiệt. Rồi, bắt đầu nha. Một, rồi nó cũng mọc đuôi lên sẵn luôn nè các bạn ơi. Trời, các bạn coi nó điên rồi nè các bạn. Ủa các bạn nhìn mặt nó nè. Tao điên lắm rồi nha Jay, mày cho tao quýnh cái thằng đó lẹ lên. Ồ, ok 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 anh, ok anh, ok anh. Ok anh, em cho anh liền. Anh sẵn sàng chưa? Em thấy hai anh là sẵn sàng chuẩn bị bắt cò nhau rồi đó. Trời ơi, móng vuốt dài với bà nội. Ok rồi, vô đi hai anh ơi. Trời ơi quýnh, trời ơi. Ôi quýnh như phim Hồng Kông luôn các bạn ơi. Ôi 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 ôi. Review chi tiết trận này cũng khó rồi nha. Ê con kia chơi đu mãi. Ôi các bạn coi nè, trời ơi. Trời ơi sao nó bự vậy bà nội. Oh my god, nó biết khổng lồ luôn. Wow 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 wow. Trận này gắt quá anh em ơi. Ôi mẹ con cách nó điên rồi, nó biết khổng lồ. Wow. Hơi bó tay chấm cơm. Trời ơi, nó quất một cái ông Gilgamesh lên được. Ê con này chết đi mày. What? Bây giờ nó không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mình nữa. Cây kiếm của mình là vô nghĩa với nó rồi. Wait a minute. Ui. Bây giờ cây kiếm của mình không bị ảnh hưởng bởi nó nữa rồi. Các bạn ơi, wait, cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? No way. Bây giờ nó điên luôn rồi các bạn. Oh my god, my god. Được rồi, không sao, không sao, không sao. Nè em ơi, bây giờ anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Sao? Oh my god, mình bó tay rồi các bạn à. Bây giờ nó đã qua khỏi cái sự kiểm soát của mình rồi. Chịu hồi vua anh hùng lại. Oh my god, trận này căng quá vậy. Ok ok ok, bây giờ thì mình sẽ giúp đỡ vua anh hùng bằng cách là mình sẽ cho thêm một ông nữa và mình cho ổng chơi chiêu cuối nha các bạn. Anh ơi, chơi chiêu cuối đi anh. Oh my god, cái anh này không chịu chơi chiêu cuối, thôi chơi anh khác. Đó. Chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị có phim coi, chuẩn bị có phim coi, chuẩn bị có phim coi. Review chi tiết, review chi tiết. Ok 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 ok. Một ông vua anh hùng đã tắt điện rồi. Ê cái ông này, cái ông này chơi chiêu cuối đi. Ông bị khùng hả? Đúng rồi, chiêu cuối lẹ lên, nó qua bây giờ. Come on, come on, come on, come on. Tôi không muốn nó qua đâu. Ông làm lẹ cái nhẹ nha. Mong là chưa được có thể giết được nó. Yeah, let's go baby. Ngon. Còn sao? Ôi không, nó vẫn còn sống nhăn răng. Đứng lại. Ok, mình đã giết được nó nè các bạn ơi. Wow, trời ơi. Vậy là ông vua anh hùng bích cửa với nó rồi. Chơi chiêu cuối của ông luôn, nhưng mà vẫn không giết được nó nha anh em. Wow, mà hồi nãy nó còn phản lại được cả cây kiếm mạnh nhất nữa các bạn à. Oh my god, kèo này công nhận căng thiệt đó. Ôi trời ơi là trời. Thôi được rồi, tiếp tục. Bây giờ đối diện màu vàng, mình sẽ chọn màu hường nam tính. À, nam tính chứ bộ, anh em là cơ màu hường không nam tính đâu. Mình thấy hôm bữa mình hỏi các bạn là các bạn có thấy màu hường nam tính không? Quá trời bạn bình luận là anh Jay, em thấy màu hường rất nam tính. Ok, mình rất là yêu thích vậy nha. Ồ, màu hường là Betty Nore nha các bạn. Ok, ok. Trận này cũng chiến rồi nghe. Các bạn nên nhớ là Betty Nore có một cái tuyệt chiêu cây cột. Bất tử máu cũng sẽ chết bởi chiêu đó nha anh em. Ok, rồi bắt đầu ngưng động thời gian trước. Chịu hồi Betty. Ê, chịu hồi cái tung cách. Ê, chưa mà, ô vô luôn hả? Rồi, quất luôn đi. Chưa gì đâu, quýt lộn luôn. Tính ra chưa được một giây nữa. Ủa, tính ra chưa được một giây nữa các bạn ơi. Nè lại nè. Đó, đó, quýt vậy nó mới phê chứ. Đúng rồi, quýt đây, quýt đây, quýt đây. Quýt đó mày, đó mày, đó mày. Đúng rồi. Ô trời ơi là trời, cái gì mà nhục nhã vậy trời ơi, cho hai con luôn á. Mình cho hai con luôn, mình thương mình cho hai con luôn. Trời nó bự lên rồi bạn. Trời nó biến bự khổng lồ luôn rồi. Oh my god, trời. Cái gì mà bự với ơ bà. Ok ok, nó đang quýnh. Một con Betty lên đường.
Con số 2 chắc là cũng lên đường sớm. Trời, nó mở cái miệng bự dở lắm anh em. Rồi xong luôn, Betty đã thua. Giờ nó là ông nội rồi. Các bạn thấy chưa? Ôi, lý do mình không muốn mời con mèo Cartoon Cat các bạn à, vì nó mạnh lắm các bạn, nó rất là mạnh. Mèo Cartoon Cat nó khủng khiếp lắm anh em. Ok, rồi nó lại tiếp tục win thêm một con nữa rồi. Từ nãy giờ có mấy con? 1, 4 con. Thắng hết cả 4 luôn. Trời ơi anh em ơi, ghê à nghe, ghê nghe. Chắc là do anh em có bấm nút like cho mình đúng không? Ok ok, chắc giờ mình phải chuyển qua idol lại con mèo Cartoon Cat quá. Ok được rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chọn màu. Thôi màu chọn màu xanh dương đi cho nó hiền hiền đi. Ừ, cho nó biển cả chút đi các bạn ơi. Ok, màu xanh dương nó coi là cái con gì đây. À, màu xanh dương là con quái thú bắc cực Frostmourne. Ok, cái con này thì cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì hết trơn á, nhẹ nhàng tình cảm. À, con này nhẹ nhàng tình cảm nha anh em. Nó đang ngủ rồi, bây giờ thì mình sẽ triệu hồi con Cartoon Cat ra. Bắt đầu trận đấu luôn. Ồ, quýnh một đòn chịu được luôn hả bạn. Ghê ghê. Ủa, ủa sao lẹ vậy? Trời ơi, lẹ quá các bạn ơi. Ê, 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 cho hai ba con đi. Rồi hai con luôn. Nào vô 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 vô, nó cắn rồi, nó cắn rồi, nó cắn rồi, cẩn thận nó cắn. Rồi rồi, ngon ngon lạnh cà đào, quýnh nó. Oh my god. Rồi xong, một con tắt điện, con số 2 tiếp tục vô hỗ trợ. Rồi chuẩn bị. Rồi tắt điện luôn. Đúng là nhẹ nhàng tình cảm có khác nha các bạn. Nhẹ nhàng tình cảm là lên đường luôn chứ còn gì nữa. Ờ, nói với cô mẹ Cartoon Cat là không có nhẹ nhàng tình cảm các bạn ơi. Nhanh gọn lẹ, cắn cái là vô bệnh viện. Ôi trời ơi, mà hôm nay mình mới biết rồi, cô mẹ Cartoon Cat nó mới có chiêu mới các bạn. Nó bự cho má lửa, xong rồi nó gầm cái miệng, nó ra nó gầm người ta luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chọn màu bất kỳ đi. Hình xui nha, bắt đầu vô. Này, hình xui mới vui các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, ở ngoài, ra ngoài luôn rồi. Vô. Màu gì vậy? Màu này là màu đen nha các bạn. Hồi nãy mình thấy nó bắn vô cái chỗ này nè. Bắn vô ngay chỗ này nè. Đó, nó bắn ngay chỗ này nè. Là màu đen nha anh em. Ok, chọn màu đen thôi, là score bay. Con gì đây? Ôi chết rồi. Ok, hiệp sĩ giáp đen với lại con mèo màu đen luôn. À dữ, được, chuẩn đi hay, chuẩn đi hay. Hai người mà hiện tại mình đang idol luôn các bạn ơi. Các bạn có nhớ hôm bữa mình nói là mình bắt đầu idol anh hiệp sĩ giáp đen không? Rồi các bạn cũng idol giống mình á. Hôm nay có trận này rồi anh em. Đúng là anh Jay của lòng em mà đúng không? Đúng, bấm nút like đi chứ còn gì nữa. Trời, coi video này đâu có mất tiền đâu các bạn. Bấm nút like cho mình nghe. Rồi vô, bắt đầu. Review chi tiết luôn. Mày giỡn. Trời giáp giáp đen 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 của chúng ta bị quýnh trong một nốt nhạc các bạn ơi. Trời ơi, con mèo Cartoon Cat nó không thèm quýnh luôn các bạn. Nó cho quýnh trước luôn nè. Rồi nó lôi vô, nó cắn luôn. Oh my god. Cái gì mà nhục nhã vậy anh? Anh em là idol của anh á. À, lộn, anh là idol của em á mà anh làm vậy là chết rồi. Kệ nó nâng lên, kệ nó cắn nè các bạn. Cắt cổ nó anh ơi, kệ kệ kệ. Cái cổ nó dài vậy, lấy cái kiếm nhật cái chém ngang cái là nó chết liền đúng không? Không có. Con này bất tử các bạn. Quất một cái nó mọc ra hai đầu nữa là khóc luôn. Quá dữ. Bó tay rồi, idol chân chính của mình thua. Ok, thôi mình bỏ ở đây tiếp nha. Nãy giờ 6 trận. Thắng hết 6 trận luôn các bạn. Kinh khủng thật sự. Ok, tiếp tục quay vòng nào. Let's go baby. Ủa cái này màu gì vậy trời? Cái này là màu đen nha các bạn. Thôi được rồi, mình sẽ chọn lại cái màu cam đi. Rồi ok, tại nãy giờ chúng ta chưa chọn màu cam mà. Ê, đừng có mưa chứ. Trời đừng có mưa nghe. Để mình chỉnh lại trời sáng nha, đừng có mưa nghe. Màu cam. Chết mày rồi, mèo Cartoon Cat ơi. SCP 682. Thôi rồi, thôi rồi, ta đà xa nhau. Cậu biết sao mình cười dữ vậy không? Tại vì á, ông cố nội của sự bất tử là SCP-682 anh em. Ok, vô liền review chi tiết cho anh em coi trận này. Trận này chắc phê lắm đây. Đó, cá sấu bất tử, cá sấu bất tử nha bạn. Ok ok ok, coi coi ok, trận này chắc phê lòi lắm đây. Vô. Ê ê ê ê ê ê. Ủa sao không quýnh nhau mà đi múa vậy ba? Ui, thấy chưa? Các bạn thấy không? Con cá sấu nó chết cái nó hồi sinh, chết cái nó hồi sinh liền luôn à. Anh ơi, cắn cho nó chết đi anh cá sấu ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi, anh cá sấu cắn một cái con mèo Cartoon Cat lật ngửa, sống dậy.
con tuôn cá nó tán một cái, anh cá sấu lật ngửa sống dậy. Ê, hai người này quýnh lộn giống như quýnh vỏ vậy các bạn, quýnh qua quýnh lại vậy nè. Oh my god. Rồi xong luôn. Vậy là các bạn biết rồi đó, trận này không có hồi kết nha các bạn. Tại vì đứa nào cũng bất tử rồi, chết là sống lại, chết là sống lại à, đội mồ sống dậy. Hay mấy người này là mấy người bạn thân thiết của thần chết hay gì? Thần chết vừa tới kêu mày, kêu thần chết thôi từ để đi, đợi siêu, đợi siêu, đợi siêu. Oh my god, sao bỏ luôn rồi. Không quýnh lộn nữa. Chán quá, con mày con cá nó cũng đứng múa luôn rồi. Các bạn ơi, nó không thèm quýnh luôn rồi. Thôi được rồi, kết thúc đi hai bạn. Biết ai mạnh nhất không? Mình mạnh nhất, một mình quất hai đứa luôn. Nếu như mình mạnh nhất thì bấm nút like cho mình nào. Ok. Rồi, nói chung là chúng ta đã thấy rồi đó, SCP-682 với con mèo Cartoon Cat thì là trận đấu đầu Huề nha các bạn. Bắt đầu có hy vọng rồi. Huề thì mình sẽ để ở giữa đây. Ok, rồi. Tí nữa mà thua là mình để lên trên đây nha anh em. Mong là ngày hôm nay nó thua một dáng đi, chứ nó mạnh quá anh em à. Ok, rồi màu cam đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với màu xanh lá. Ok, hình như là mình hết màu luôn rồi. Ủa màu trắng chưa ta? Hình như mình chưa màu trắng nha các bạn. Ok ok ok. Màu xanh lá là SCP-096. Cũng bất tử nhưng mà không bất tử bằng SCP-682. Vậy để coi là liệu có thể chiến thắng được mèo Cartoon Cat không nha. Let's go baby. Bắt đầu trận đấu. Vô. Ủa cái gì vậy trời ơi, hai người này không quýnh nhau hả? Rồi quýnh đi. Đó 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 đó, ánh mắt ta chạm nhau rồi các bạn ơi. Ok ok ok, ánh mắt ta chạm nhau rồi nha. Lưu số em đi nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Đó đó, nó lại nó tỏ tình nè. Chuẩn bị SCP-096 nó lại nó tỏ tình với con mèo Cartoon Cat nè các bạn ơi. Lưu số em đi. Vô 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 vô, bắt đầu, trận đó bắt đầu đi. Vô, vụ lại quýnh lộn cho nó dữ anh em. Nè, đừng đi đâu xa ngang. Đó, đừng chạy bạn ơi, lại đây bạn ơi. Cái gì vậy, cái chiêu gì vậy? Ủa, cái chiêu gì vậy các bạn ơi? Ủa, cái... Rồi, la làng luôn. Ủa cái chiêu gì hồi nãy có mấy cái tay nhìn ghê quá các bạn, nó đi nè. Rồi SCP-096 V3 bích cửa với nó rồi. Alo, 096 V1. Ok, này V1 chưa có V3. Anh em muốn có V3 mình sẽ làm một video riêng, tại vì V3 rất là mạnh anh em. Ok. Nhưng mà V1 thì đã thua rồi anh em. 1 2 3 4 5 6 7. Nó thắng 7 trận rồi đó các bạn. Nó hoài mới con trận thôi đó. Ok. Trận cuối cùng. Vô. Màu tím, là màu trắng. Yes. Yes. Ok. Em trai của hiệp sĩ giáp đen. Hiệp sĩ giáp thép. Thôi mày chết mày rồi con ơi. Hiệp sĩ giáp đen còn có điểm yếu, chứ hiệp sĩ giáp thép không có điểm yếu, trừ khi mà cái tay mày dài mày quật ra đằng sau được thôi. Ok. Trận này là trận cuối cùng anh em. Hy vọng đặt niềm tin với mình đi. Ok, đặt niềm tin với mình đi. Tại vì các bạn biết á, hiệp sĩ giáp thép á là cái lớp giáp rất là mạnh các bạn à. Quýnh ở đằng trước này á không bao giờ chết đâu. Ok, vô. Bắt đầu đi chứ còn gì nữa nhỉ. Anh làm em thất vọng quá. Để em làm lại. Mệt anh ghê. Rồi ok, vô. Đó. Mày giỡn. Muốn khóc luôn. Cái gì vậy trời ơi, idol với trẻ mà vậy là chết rồi. Trời ơi, nó quýnh một cái là vô bệnh viện luôn các bạn. Rồi dí theo con mèo Cartoon Cat luôn. Đây, review cho anh em coi chi tiết luôn, cận cảnh luôn cho anh em coi cho ghiền nè. Đó, thấy góc quay đẹp không các bạn? Đẹp bấm like cho mình nha. Quốc Lan ơi. Đó, đúng rồi, vậy mới dữ chứ. Mày há miệng ra đi con. Bỏ tay rồi các bạn à. Cái con này là mèo Cartoon Cat, này là mèo Cartoon Cat mới nha các bạn, không phải là cũ nha, nó rất là mạnh luôn. Ok,
Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã thấy được sự sức mạnh khủng khiếp của con quỷ này rồi nha các bạn. Giờ thì mình sẽ phục vụ các bạn một trận đấu mãn nhãn. Tổng cộng là ngày hôm nay nó thắng 8 ván và nó chỉ hòa một ván thôi. Bây giờ thì mình sẽ triệu hồi tất cả quái vật ra cho quýnh nhau. Các bạn có đồng ý không? Nếu mà đồng ý, nhớ để lại trên video của mình một nút like nha. Đây là phần quà cho anh em coi cho nó đã mắt. Ok, let's go baby. Em bắt đầu luôn. Vô. Này mình kinh mình là review có tầm mà các bạn ấy, review chi tiết có tầm cho anh em coi, lúc nào cũng có trận đấu cuối cùng banh xác vậy đó. Rồi vô. Này trận đấu cuối cùng banh xác coi cho nó đã. Này review vậy mới phê chứ. Rồi sao rồi, mẹ con tương cá sao rồi? Trời ơi sao nó quẩy ghê chưa? Trời ơi phim hay quá anh em ơi. Ồ quá trời chiêu luôn. Ok. Hiện tại là có một vài con nó gục rồi nha anh em. Ủa con mèo cái tuôn cá đâu rồi? Ủa mẹ cái tuôn cá nó không tham gia trận đấu đi đâu chơi rồi các bạn ơi. Nó bỏ thế giới này rồi, nó bỏ mặt cuộc đời rồi. Quay mình này thấy là nó chết rồi ta. Mình cũng không biết nữa nó đi đâu rồi các bạn ơi. Mình bỏ tay. Nó đang ở cái chỗ quái quỷ nào á. Ê mẹ cái tuôn cá. Ủa ơi. Ủa sao mình bị chết vậy? Ôi mày có bị qua chế độ sinh tồn rồi các bạn ơi. Cái trận này ghê lắm, chúng ta không thể nào ở chế độ sinh tồn mà đâu. Rồi hiện tại là toàn là những nhân vật bất tử quýnh lộn với nhau không. Ok thôi được rồi, để mình cho cứu tinh ra nha anh em. Cứu tinh giải quyết hết. Ủa ông Vua Anh Hùng chết rồi. Rồi xong luôn, hiệp sĩ giáp thép ăn đòn với con này luôn. Ôi mấy con này nó tự xử nhau. Ôi hình như con mèo cái tuôn cá nó xuất hiện lại rồi đúng không? Kìa nó bay lên trời các bạn thấy không? Cái màu đen mà cái tay dài dài búng búng là nó á. Nó qua nó chơi một vòng ở đây đi nữa nó nè. Ê đi xuống dưới kia quýnh lộn đi mẹ, ở đây làm gì vậy mày? Thấy thằng điên. Ô trời ơi là trời, cái thằng điên này. Trời mày ăn một chém. Mình lỡ mình chém con này mà mấy con kia chết hết luôn rồi các bạn ơi. Họ mình bó tay cái con quỷ mèo ca tôn cá này rồi các bạn à. Nó mạnh rồi bây giờ là nó khinh thường, nó thủ dữ lắm anh em ơi. Và thôi được rồi các bạn ơi. Mình. Ôi anh ơi. Em chưa gì luôn á anh trai. Tính nha em chưa có gì luôn á nha. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều nha. Nếu như các bạn yêu thích video này á, đừng quên nhớ để lại cho mình một like. Với như các bạn chúng nút đăng kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha. Và các bạn muốn mình tiếp tục mời ai tham gia vòng quay mắn, hãy nhớ bình luận phía dưới mình biết nha. Còn bây giờ thì mình bye bye.